Xin chào các bạn, những hình ảnh của các bạn đang được theo dõi thì được ghi lại từ chiếc iPhone 7 này của mình và mình quay 4K luôn. Tuy nhiên thì khi mà mình edit các bạn sẽ chỉ xem được video Full HD thôi. Tại vì tí nữa mình sẽ có một đoạn zoom ra zoom vào để xem nó mất chi tiết nhiều hay không. Trên mặt bàn hiện nay mình đang có là đây là Moto Z, hộp của nó một cái module đó là Power Pack của Incipio và một cái Hasselblad camera. Đây sẽ là cái video mình unbox cũng như chia sẻ để cho bạn một chút về những cái này. Thì đầu tiên đó là về cái hộp của máy Moto Z thì các bạn sẽ có gì. Bên trong chúng ta sẽ có một cái chiếc ốp viền. Và cái ốp này mình đánh giá cái cách làm của họ thực sự là rất là thú vị luôn. Tại vì mình vẫn đang lắp một cái nắp lưng ở đây, nhưng chúng ta vẫn có thể lắp vào để mà sử dụng một cách rất là bình thường mà không phải tháo cái phần module đằng sau này ra. Đẹp luôn. Thôi cái này bỏ qua. Bên trong thì các bạn sẽ có một lồm lốp xanh hướng dẫn sử dụng. Và đây là máy chính hãng thì nó đương nhiên sẽ có cả tiếng Việt dành đến cho các bạn. Thấy chưa? Bỏ qua nhiều lắm. Bên trong chúng ta sẽ có một cục sạc nhanh với công nghệ đó, turbo chạc. Và cái nguồn ra của cái này rất là thú vị, 5V và 3A. Tức là cục sạc lên tới là 15W. Có lẽ là nó cũng không hơn nhiều so với những cái cục sạc quick charge 3.0 hiện nay, thậm chí còn có thấp hơn nữa cơ. Nhưng mà cái tốc độ sạc của nó thì rất là nhanh. Bên trong các bạn sẽ có một cái chiếc tai nghe thiết kế khác biệt đi so với những chiếc Moto trước đây, nhưng mà nghe thì nhiều mất đấy. USB Type-C và không thể thiếu được đó là một chiếc adapter tai nghe của mình đang gắn đến chiếc tai nghe AirPods của mình rồi. Của iPhone kết hợp Moto và iPhone đó. Bên trong chiếc hộp với cái mức giá là 16 triệu thì các bạn sẽ nhận được những cái thứ là như vậy. Đó, lưu ý nhá, chúng ta cũng được tặng kèm luôn một cái nắp lưng ở đây. Cái nắp lưng này thì nó là bằng gỗ, cầm rất là sướng tay luôn. Và như cái quá trình sử dụng của mình thì lúc nào mình cần phải ốp thêm cái này, chứ không cầm cái máy không thôi ạ, trơn cũng phải gọi là thôi rồi luôn. Rồi chúng ta sẽ có thêm gì? Đây sẽ là một cái module pin dự phòng. Và cái pin này nó sẽ có mức giá bán chính hãng ở thị trường Việt Nam là 2.390.000. Thì nó có một thứ gì đặc biệt? Cái điều đầu tiên đó là nó thiết kế dành riêng cho Moto Z, Z Fork và Z Play. Ở Việt Nam thì các bạn sẽ chỉ có thể mua được Z này và Z Play mà thôi. Z Play thì nó sẽ có một cái cấu hình thấp hơn là Snapdragon 652 và chúng ta sẽ có đó là 3GB. Sau hôm nay thì sẽ là Snapdragon 820 và 4GB nhé. Thì lưu ý này, máy mình đang sử dụng một cách rất là bình thường ở đây. Pin ví dụ đây là còn bao nhiêu ta? Còn tầm độ 37%. Thì mình sẽ cần phải có một cái pin dự phòng. Mình chỉ cần lắp vào xong, nó sẽ tự động báo ở trên góc ở đây, nó là có pin này, nó có một cái dấu cộng đó. Và đương nhiên lúc này pin trong cái máy điện thoại đang được sạc. Và nếu như các bạn để ý kéo xuống dưới, chúng ta sẽ có một cái mục ở đây để quản lý là Moto Mode. Nó sẽ hiện rõ ở đây đó, đang gắn vào cái mode gì. Rất là ngon đó, nhìn rõ chưa? Chưa rõ thôi kệ các bạn. Này chứng tỏ nếu mà không rõ là iPhone 7 lấy nét rất là kém. Đây là mode pin thì nó chỉ đơn giản là như vậy mà thôi. Và như các bạn để ý thì ở trên cái mode này không có bất cứ một cái jack cắm nào cả. Thế nên là nó có một cái điểm yếu đó là gì? Đó là khi mà chúng ta muốn sạc pin cho cái mode này, lúc nào các bạn cũng phải gắn vào điện thoại, chứ không sạc pin riêng cho cái mode này được. Điều này đồng nghĩa là cái máy điện thoại sẽ phải sạc pin cho một cái nguồn rất là lớn, 2006 cộng thêm với 2002 hay là 2004 gì đó của cái mode này. Đâu ấy nhỉ? 2200 mAh, tức là chúng ta sẽ phải sạc tổng cộng lên tới được gần 5000 mAh thì cái máy này nó sẽ nóng và cái thời gian sạc sẽ lâu hơn rất là nhiều. Còn cái đây mới là cái điều thú vị nhất mà mình rất là thích cái này. Một vờ nó được gửi cho một cái loa là JBL với cả cái máy chiếu. Mình thì mình được gửi cho cái này. Đó. Đây. Và để sử dụng thì sao? Đương nhiên cũng sẽ lắp vào. Kích hoạt luôn camera. Đó. Lồi ra. Rồi lồi ra. Thì cái này nó sẽ là zoom quang là 10x. Mình nhắc lại zoom quang nhá. Và nếu zoom các bạn nhìn này, mình zoom này, lòi ra thêm pin nữa. Đó. Mình thu lại, bé lại. Đấy, lòi ra thêm pin nữa. Đấy, thu lại bé lại. Thì cái module này mình đánh giá khá là thú vị để mà các bạn nghịch ngợm. Nhưng mà mức giá của nó thì cũng hơi bị cao, 6.990.000 tại thị trường Việt Nam. Và các bạn sẽ nhận được một cái sản phẩm này có thể zoom quang được 10x và nó mang lại một chất lượng khá là tốt. Như các bạn có thể thấy thì thông số ở đây sẽ là có khẩu độ 3.5 đến 6.5. Một khẩu độ 6.5 trên một cái điện thoại thì nó cũng hơi bị lớn. Và đôi khi nếu các bạn sử dụng trong bóng tối để mà chụp thì không ngon đâu. Tuy nhiên thì đánh giá cụ thể thì mình sắp đi chơi rồi, mình sẽ mang cái này đi và chụp hình về đánh giá chi tiết với các bạn sau. Một điều thú vị là cái máy này có thể chụp hình được JPEG các bạn, chụp được RAW các bạn nha. RAW này, đó. Ok, đó. Thế thì khi mà chụp RAW thì về nhà mình cũng có thể edit một cách rất là tốt hơn. Nhưng mà đáng tiếc, máy chỉ có pin 2006 mà lắp thêm cái module camera này thì mình không biết là liệu nó gánh được pin trong bao nhiêu lâu nữa cơ. Tại vì cái camera này không có pin giờ. Thế mình ghét. Và đây chính là cái module camera. Điều thú vị hơn nữa là trong cái này các bạn còn được tặng thêm một cái bao nhung này để chúng ta bảo vệ cái điện thoại và chúng ta lắp cái gọi là cất cái module này một cách dễ dàng hơn.
Rồi, từ nãy giờ mình nói về mấy cái mốt, bây giờ mình sẽ chia sẻ một chút về cái máy nhờ. Độ mỏng chỉ là 5,19mm, 5,2mm. Chúng ta sẽ có màn hình 5,5 inch Super AMOLED. Và điều đặc biệt là cái màn hình này đã cân chỉnh lại màu rồi. Nhìn nó rất là trong trẻo chứ không hề bị ám giống như là những cái thiết bị Moto từ trước cho đến nay. Cùng sử dụng màn hình AMOLED, chúng ta có Snapdragon 820, 4GB. Bộ nhớ trong cái phiên bản mình đang có đây là 64GB. Và đương nhiên là nó sẽ có một cái tốc độ cực kỳ tốt bởi vì nó là flagship. Check qua A1 Benchmark thì các bạn có thể thấy là tốc độ ghi đạt tới là 152MB/giây. Rất là bá đạo. Và đó là tất cả những thứ trên bàn mình chia sẻ về cái combo Z, module camera và pin dự phòng này của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đây là những hình ảnh được quay lại bởi iPhone 7 ở chế độ 4K. Ok, đừng quên một like, share và subscribe kênh YouTube nhé. Bye.